Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì hiện tại buổi trưa các bạn, mình đang ngồi suy nghĩ ý tưởng để làm video cho các bạn xem tối nay á. Thì mình chợt nhớ lại là cái hồ cá mini của mình. À, cái hồ cá của mình thì nói chung là cái hồ này thì mình cũng đã làm hình như là một hay là hai cái video gì trên kênh của mình rồi các bạn. Đấy, nhưng mà cũng khá là lâu rồi, mình không có quay lại để mà làm review cái hồ cá của mình cho các bạn xem. Thì hôm nay ngồi suy nghĩ ý tưởng cho các bạn thì mình nhớ lại cái hồ cá mini của mình và mình sẽ quay review lại cho các bạn xem nha. Đó, review sương sương cho cái hồ cá của mình nó có cái gì mới không các bạn. Rồi, thì đây là cái hồ cá mini của mình. Tại vì mình mua khá là lâu rồi. Rồi, và cái hồ cá này chiều dài của nó thì nó khoảng là 40cm nha các bạn. Khoảng 40cm, còn bề rộng của nó thì khoảng 20cm. Còn bề cao chắc cũng khoảng 20cm nha các bạn. Đó, thì nói chung là cái hồ mini thôi. Thì hồ mini thì thứ nhất là nó nhỏ gọn, nó dễ thương. Đó, với lại nhà mình thì không có chỗ để mà để những cái hồ lớn các bạn. Còn phía dưới này thì mình không có trang trí thì nhiều. Mình để một cái nhà này nè, với lại mấy cái viên san hô. Đó, đơn giản thôi. Đơn giản thì nói chung vệ sinh rồi nó cũng đơn giản thôi các bạn. Đó, hôm trước thì mình có để rong các bạn, rong cây á, nhưng mà mình thấy nó cũng hơi dơ dơ. Để một thời gian thì nước nó cũng xanh xanh các bạn. Thế ra cái gimbal của mình nó bị cái gì đó các bạn. Đấy, mấy hôm nay nó bị khùng khùng vậy đó. Đó, các bạn thông cảm cho mình nha. Bây giờ mình để rong nó bị xanh cho nên là mình lấy ra luôn rồi. Mình để san hô vậy thôi. Đó, rồi để mấy con cá vô cho nó bơi đồ thoải mái nha các bạn. Lại nước nó cũng sẽ trong hơn. Còn về cá thì mình có nuôi mấy con cá này nè các bạn. Mấy con cá màu màu nè. Thì nói chung là mình không có biết tên mấy con này nha các bạn. Mình chỉ ra ở tiệm bán cá thấy con nào đẹp đẹp, giá cả hợp lý mình mua thôi. Ở trong này mắc nhất là con 12.000 nha. Đó, cái con bụng bự nè các bạn. Đó, cái con này mình thấy nó giống giống cái con cá la hán đó các bạn. Đó, nhưng mà nó không có cục u ở trên. Nó giống giống cá la hán nên mình mua thử hai con. Con vậy là 12.000. Đó, nó có màu sọc đen như thế này các bạn. Đó, mình thấy hai con đó nó khá là hung các bạn, toàn đi ăn hiếp mấy con cá kia không à. Ngoài ra thì mình có mua mấy con cá hình như là cá cánh bờm hay là cái gì nè các bạn. Đây, đó, và trong nhà kia các bạn thấy không, đó, có một con cá rất là đặc biệt. Con đó là nó giống như con cá lao kiến nha các bạn, nhưng mà không phải. Đó, nhưng mà mấy con cá đó thì nó gọi là nó ăn mấy cái phân của mấy con cá này nè các bạn. Đó, nó làm sạch hồ nha. Mình nuôi thử một con, nếu được thì ngày mai mốt mình nuôi thêm một hai con nữa. Ngoài ra thì có mấy con cá cánh bờm nè, rất là nhiều màu luôn. Cá thì nói chung mình mua giá 12.000 trở xuống thôi, nuôi chơi các bạn, chứ mình không có gọi là chuyên nghiệp về mấy con cá này cho lắm, cho nên là nuôi thấy con nào đẹp đẹp vừa túi tiền thì mua về nuôi chơi thôi ha. Rồi, và tiếp theo đó chính là một cái thứ mà không thể nào thiếu đối với những bạn nào nuôi cá nha. Cho dù là hồ nhỏ, hồ lớn gì đều vậy, đều không thể nào thiếu. Và nó cũng giống như là một cái trái tim của cái hồ cá của mình luôn nha các bạn. Đó, đây là cái máy lọc nước nha. Thì cái máy này thì hôm trước mình có quay riêng một cái video cui hàng review về cái máy này luôn. Thì có rất là nhiều anh, nhiều chị, nhiều bạn alo hỏi mình có bán cái máy này hay là không. Đó, tưởng mình review tưởng đâu là mình có bán luôn các bạn. Thì thực chất là mình không có bán nha. Cái máy này thì mình chỉ cui hộp review sơ sơ chơi thôi. Đó, thì các bạn nào muốn mua cái loại máy giống hệt vậy thì có thể lên Shopee bấm cái từ là máy lọc thác nước hồ cá thì nó sẽ ra, giá là hình như là 100 mấy đến 200 ngàn một cái nha, khá là rẻ luôn và xài rất là bền. Hiện tại mình xài cái máy này á thì mình thấy là nó lọc rất là sạch nha, rất là sạch luôn, và công suất của nó thì xài rất là ok luôn nha các bạn. Thì các bạn có thể nuôi hồ nhỏ cỡ mình cũng được hoặc là lớn hơn một tí đều ok hết nha. Và nước thì nó sẽ chảy ra thành thác như thế này, nha các bạn. Thì nghe lách tách đồ khá là vui tai luôn các bạn. Rồi, và ở dưới này thì nó sẽ có một cái ống để mà hút nước lên các bạn. Thì cái ống này nó khá là dài luôn. Như bạn nào mà xài hồ chiều cao khoảng 20cm thì khỏi thoải mái luôn nha. Hoặc là 40cm vẫn ok. Phía dưới này nó sẽ có một cái đồ lọc luôn nè. Đó, để mấy con cá con nó sẽ không có chui vào nha. Rồi, thì ở trên cái máy này thì nó sẽ có một cái nắp bằng mica trong nhưng mà đen mờ mờ nha các bạn. Thì để che bụi với lại che con thằn lằn hay là con gì nó có khi nó nhảy vô các bạn. Đó, thì nó sẽ gây hư máy. Đây, đây là cái nắp mica để mà che cái máy nha. Đó, thì theo mình đánh giá các bạn thì nhựa của nó hoàn thiện khá là cao, tuy là đồ Trung Quốc nhưng mà xài rất là ok nha các bạn. Rồi, bên trong này thì là cái bộ phận lọc của nó. Trên này thì nó sẽ có một cái núm xoay để mà các bạn có thể tùy chỉnh được cái lượng nước chảy nhanh hay là chậm tùy theo cái hồ của bạn nhỏ hay là lớn. Như cái hồ của mình thì mình cho nó chảy trung bình thôi nha. Đó,
các bạn có thể tùy chỉnh cái nấm xay này thì chảy trung bình thôi. Nếu như mà chảy nhanh quá thì nhiều khi mấy con cá của mình nó bơi cũng hơi khó khăn các bạn, cho nên là mình chảy trung bình thôi là vừa. Còn các bạn nào mà hồ mà lớn nữa, khoảng bề dài khoảng đâu đó là 80cm chẳng hạn, thì các bạn có thể cho nó chạy maximum luôn, vẫn ok nha. Và lực chạy, lực hút nước cũng như là lọc của máy này rất là mạnh luôn. Ở cái ống của nó thì sẽ hút nước từ phía dưới qua cái ngăn bên tay trái của mình, đó bên trái này, và nó sẽ chạy nước qua bên phải. Đây là cái ngăn lọc chính thức cho các bạn. Thì nó sẽ chạy xuống đây và nó sẽ chạy nước ra ngoài theo cái đường ở phía dưới nha. Rồi, và đây là cái ngăn lọc. Cái ngăn lọc này á thì ở trong cái bộ của nó thì nó sẽ không có đầy đủ các loại bông lọc như thế đâu, và nó sẽ nói chung là nó cho đại khái cho vui thôi các bạn. Còn các bạn muốn lọc sạch đó thì các bạn phải mua bông lọc cho hồ cá nè đó. Và trên này thì mình sẽ có bọc lọc thêm bông gòn nữa nha các bạn. Đây, còn phía dưới này nó sẽ cho những cái hộp để mà nuôi những con ký sinh các bạn đó. Đây, ở phía dưới nó sẽ cho những cái viên nhựa như thế này, và trên này thì nó sẽ cho một cái miếng mút bằng màu đen đen đó luôn. Còn ngoài ra thì các bạn muốn sạch thì phải để thêm cái miếng lọc bằng dành riêng cho cá nha. Rồi, nước thì nó chảy rất là mạnh luôn các bạn. Đây, phía trên này nó sẽ cho mình một miếng nhựa để mà lọc những cái cặn bẩn lớn, ví dụ như sỏi rồi chẳng hạn. Rồi, và để nước mà nó trong như thế này, đây là cái hồ cá mà mình không sử dụng thuốc hoặc là cái chai xanh xanh đó các bạn. Mình nhỏ vào thì mình sẽ không có xài cái loại đó. Mình muốn nuôi cái hồ cá mình nó tự nhiên nhất có thể và nó vẫn trong như thế này. Đó, thì cái bí quyết thì ở đây mình nói ra thì có thể là có rất nhiều bạn biết rồi. Bạn nào chưa biết thì có thể tham khảo qua nha. Đó, thì mà các bạn mà muốn nuôi hồ cá trong như thế này thì ở đây trong này thì mình sẽ để thêm một lớp bông gòn nha. Đây, đó, cái lớp cam cam này không phải là bông gòn màu cam nha các bạn, tại vì nó dơ đó các bạn. Đó, nước mình lọc hàng ngày thì nó dơ, thì nó cái bông gòn nó biến thành màu cam như thế này luôn. Đó, nếu như mà dơ quá thì nó qua màu đen luôn các bạn. Đây, thì cái lớp bông gòn này thì nó sẽ giúp cho cái hồ cá của bạn trong rất là nhiều. Còn nếu như mà các bạn lọc bằng cái bông gòn của cái loại chuyên dụng cho cá thì nói chung là nó cũng sạch nhưng mà không bằng nha. Ở cái loại bạn lọc được bông gòn thì rất là ok luôn. Còn đây là cái miếng sốt bông gòn dạng như dạng cứng của trong bộ lọc nó tặng kèm luôn, để lọc những cái loại mà chất bẩn lớn một tí. Còn đây là cái bông gòn để mà lọc dành riêng cho cá. Đó, mình lọc rất là nhiều lớp thì nó sẽ càng sạch nha. Bạn có thể để sỏi hoặc là gì đó vào đây để mà cho nuôi ký sinh vật nha các bạn. Cuối cùng là cái lớp lọc những cái răng răng như thế này thì có thể là lọc những cái vật bẩn nào đó mà nó không ai nó lọc qua thì nó sẽ lọc một lần nữa, thì rất là ok luôn. Tổng cộng là rất là nhiều lớp lọc luôn các bạn, sẽ giúp cho cái nước của các bạn nó sẽ gọi là trong sạch đó. Rồi, cái video hôm trước mình review cái máy này thì có một vài bạn nói là nó lọc không sạch, thì thật ra là các bạn coi là cái bông lọc đi đó. Còn cái máy này thì mình thấy hoạt động rất là tốt, rất là bền luôn. Còn các bạn muốn sạch trong như cái hồ của mình đó, thì các bạn có phải là lọc bằng bông gòn và lọc qua nhiều lớp thì nó sẽ mới trong nha. Đó, còn lắp ráp vào vệ sinh được rất là dễ dàng đó các bạn. Các bạn nuôi hồ mini, hồ chung nhỏ nhỏ gì vừa thì mua cái bộ này về xài rất là ok luôn. Rồi, và một điều nữa, cái máy này nó khá đặc biệt là cái motor đó để hút nước lên đó, thì nó sẽ ở trong cái hộp nhựa này luôn, thì giúp cho việc là cái motor nó sẽ không bị nóng nha các bạn. Nó hoạt động 24/24 thì nó sẽ không bị nóng. Còn có nhiều cái máy lọc thác á, thì cái motor nó để ở bên ngoài, dẫn đến việc là xài một thời gian thì cái máy nó sẽ bị nóng các bạn, và nó sẽ khá là mau hư nha. Đó, thì mình khá là thích cái máy này bởi vì những chi tiết nhỏ đó. Rồi, và đây là cái hồ cá mini của mình, cũng rất là đơn giản đó các bạn, không có màu mè gì hết, chỉ lót sỏi rồi nuôi mấy con cá nhỏ nhỏ chơi thôi. Ở trong này thì nó cỡ khoảng là 11 hoặc là 12 con gì đó, khoảng đó nha các bạn. Đó, và cá nhỏ nhỏ là các bạn có hai con cá bự bự đó, với lại con cá lau kiến mà nãy giờ nó núp ở chổng mình không có quay để cho các bạn xem. Rồi, và nếu như mà các bạn nào mà muốn nuôi cá thì có thể gọi là tham khảo qua cái hồ cá của mình nha. Còn đây là cái hũ thức ăn mà mình cho nó ăn hàng ngày nha các bạn. Đây, để mình lấy nét cho các bạn xem. Khó lấy nét quá nhờ, cái hũ này nó khá là nhỏ các bạn. Đây, thì cái hũ thức ăn này mình chiết cho cái hũ nhỏ thế để mà dễ cho nó ăn nha. Một hũ này cho nó ăn khá là lâu các bạn, ngày mình cho nó ăn 2 lần, buổi sáng và buổi tối. Thì cái hạt thức ăn á, do là mình nuôi cá nhỏ cho nên là mình mua cái loại hạt thức ăn cái viên nhỏ nhất luôn nha các bạn. Đây, ở shop thì người ta tư vấn cho mình lấy loại này, nó có màu xanh với lại màu đỏ, hai màu thôi. Đó, các bạn nào nuôi cá nhỏ thì cho nó ăn loại này nha. Thì vì mình thấy những cái hạt thức ăn loại thường các bạn
giá rẻ thì nó sẽ cái hạt nó khá là to, có thể là gấp đôi cái hạt này luôn. Thì dẫn đến việc là mấy con cá nó ăn thì mình thấy khá là tội các bạn, cái miệng nó rất là nhỏ mà ăn một cái viên thức ăn lớn quá thì thấy cũng tội tội sao đó. Với lại mình không biết là cho nó ăn lâu dài thì cái miệng nó có bị tưa hay là bị hư gì không, thì cho nên là mình mua loại nhỏ để cho nó ăn luôn. Với lại cái bà chủ mà nói là cái loại này cho nó ăn thì nó sẽ không có bị dơ nước đó, loại này thì nó sẽ đắt hơn cái loại thường tí nha đó. Thì ngày mình cho nó ăn hai lần, buổi sáng với lại buổi tối thì hỏng về hoặc là giao đồ về mình cho nó ăn đó. Rồi ok, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha các bạn. Và nếu như mà các bạn thích video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video mới nha. Và các bạn có ý tưởng gì về hamster hoặc là về con pet gì đó thì có thể bình post phía dưới góp ý giùm mình nha. Và mình sẽ sắp xếp thời gian và sẽ làm những video tiếp theo để cho các bạn xem nha. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.